sau khi mọi người xem xong cái clip, mình trải nghiệm được chiếc Genix X9 này thì qua đó chúng ta đã hiểu rõ một phần nào đó về cái lực đạp và cái cảm nhận khi đi những chiếc địa hình tại thành phố. Thì trong cái clip ngày hôm nay thì mình lại mang cho mọi người lên một con xe địa hình, đó chính là Genix X9. Chỉ với mức giá là 13,6 triệu thôi mà mọi người có thể sở hữu được một chiếc xe địa hình có thể gọi là rất là chuyên nghiệp luôn. Thì nói sơ qua về cái tính chuyên nghiệp của nó thì được thể hiện nha, mọi người có thể thấy thứ nhất là thể hiện từ cái khung, nó thiết kế cho mọi người là một cái khung bản cực kỳ to và có sự rắn chắc. Khi mọi người đạp, mọi người có thể cảm thấy được cái độ an toàn của nó khi mọi người vận hành. Và một điểm cực kỳ là nổi bật mà khiến cho con xe này nó cạnh tranh với các dòng xe khác, đó chính là bộ truyền động của chiếc xe, đó chính là sử dụng cho mọi người là một cái gạt lip của DURE này và một cái giò đĩa cái bản nhỏ và một cái lip bản lớn. Nó thể hiện cho mọi người cái tính chuyên nghiệp của một chiếc xe địa hình, có thể leo được những cái độ dốc có thể gọi 45 độ. Thì chiếc xe Genix X9 này có thể đáp ứng cho mọi người về cái tốc độ hay là cái lực đạp để mọi người leo nèo. Sau một khoảng thời gian, sáng nay mình có trải nghiệm và khám phá thực tế chiếc xe Genix X9 này thì theo cảm nhận đánh giá riêng của mình thì cái lực đạp của cái bộ chuyển động này nó vận hành rất chi là mượt mà nha. Khi mọi người nhả lip hay là lên lip thì nó có cái độ trơn tru và cái độ chính xác của cái bộ chuyển động DURE. Và một cái điểm nữa khiến cho mọi người có thể vung tiền ra để mua chiếc xe Genix X9 địa hình này, đó chính là nhờ vào cái cặp thắng của Techo được trang bị trên con Genix này, thì cũng là phải gọi là mình đánh giá khá cao. Bởi vì hồi sáng mình có những cái pha gọi là rất xử lý bất ngờ tại cung đường thành phố, rất là nhiều xe thì mình bóp, cảm nhận mình bóp thì nó rất là nhẹ và cái độ và cái lực bóp của mình không nhiều mà có thể nó xe nó đứng lại rất là kịp thời và những cái pha bất ngờ ấy. Bên cạnh đó thì được trang bị một cái cặp phục hơi. Khi mọi người đi những cái đường hay là leo vỉa hè hay là băng những cái nắp cống của thành phố thì cái phục hơi này có thể gọi là cực kỳ là nhún và cực kỳ là đầm nha. Khi mọi người va đập vô những cái cung đường sỏi đá và nó có một cái điều chỉnh phục cho mọi người. Đây, khi mọi người đi một cái con đường thẳng, con đường trường thẳng thì mình có thể đóng vô. Và một điểm khen nữa đó chính là cái cặp bánh của chiếc xe. Cặp bánh của chiếc xe thì mọi người có thể thấy là sơ bộ qua này được trang bị rất là nhiều gai, cái độ bám đường cực kỳ tốt, tăng cái ma sát của mọi người khi chạy trên cung đường lên. Đó là một điểm an toàn trên một chiếc xe địa hình. Sau những cái trải nghiệm và đánh giá cụ thể nhất thì một cái điểm chê duy nhất của chiếc xe này thôi, đó chính là cái yên được thiết kế theo cái bảng dài. Khi mình ngồi lên đạp thì nó có cảm giác hơi ê mông một xíu, đó chính là một cái khó chịu của mình khi cảm nhận khi vận hành chiếc xe Genix này hồi sáng nay thôi. Và tổng thể sơ là như vậy, nó đã đáp ứng đủ cái nhu cầu của mọi người về một chiếc xe địa hình chuyên nghiệp nhưng mang một cái mức giá cực kỳ là cơ bản. Còn cái lại thì chiếc xe đã quá là ngon và quá là xuất sắc trong cái mức giá 13,6 triệu rồi. Cảm nhận đã có và những ưu điểm nhược điểm cũng đã có. Clip cũng đến đây là kết thúc. Nếu mọi người có nhu cầu muốn sở hữu được một chiếc xe địa hình Genix X9 thì mọi người có thể alo ngay cho bộ phận kinh doanh của Tâm Đức để được tư vấn size, tư vấn màu sắc và phương thức vận chuyển thế nào là tốt nhất đến mọi người. Và clip đến đây là kết thúc. Tạm biệt mọi người.